Ngày 10 tháng 10, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ tổ chức lấy ý kiến nội bộ về đề cử nhân sự cho chức vụ này. Cựu Chủ tịch Hạ viện McCarthy bất ngờ để ngỏ khả năng quay trở lại vị trí nếu có được sự ủng hộ. Hiện có hai ứng cử viên sáng giá để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đó là nghị sĩ Steve Scalise, lãnh đạo đa số của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, và nghị sĩ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Đây cũng là hai gương mặt đại diện cho những quan điểm khác nhau về tương lai của Đảng Cộng Hòa và chủ nghĩa bảo thủ tại Mỹ. Tuy nhiên, cả hai người đều chưa nhận sự ủng hộ đa số để chắc chắn trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp theo. Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Kevin Hearn cũng đang xem xét tranh cử. Sau sự ra đi lịch sử của ông McCarthy vào tuần trước, khiến Hạ viện gần như bất lực, các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã về nhà để quyết định các bước tiếp theo nhằm bầu ra một nhà lãnh đạo mới để Hạ viện hoạt động trở lại. Nghị sĩ Steve Scalise, với vị trí là đảng viên Cộng Hòa xếp hạng thứ hai tại Hạ viện, nhà lập pháp Louisiana, người đã trải qua cảm giác cận kề cái chết vào năm 2017 sau khi một tay súng nổ súng trong một buổi tập cho trận bóng chày của Quốc hội, đã nhận được sự tôn trọng từ hầu hết mọi ngóc ngách của hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Nghị sĩ Jim Jordan, người lần đầu tiên bước vào Quốc hội với tư cách là một kẻ ném bom bảo thủ và là thành viên sáng lập của House Freedom Caucus cực kỳ bảo thủ, đã là đồng minh thân cận của ông McCarthy và ban lãnh đạo House GOP. Là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện đầy quyền lực, Jordan là một trong những nhà lập pháp dẫn đầu cuộc điều tra luận tội của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đối với Tổng thống Joe Biden. Scalise và Jordan đều đã nhận được sự tán thành từ các nhà lập pháp GOP, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, hội nghị vẫn còn chia rẽ và chưa rõ ai có thể trở thành chủ tịch. Theo quy định của họ, một người được đề cử sẽ phải giành được đa số phiếu bầu từ cuộc bỏ phiếu kín. Nhưng ngay cả khi một ứng cử viên giành chiến thắng, với tư cách là người được đề cử vào tối thứ tư, các nhà lập pháp không có nghĩa vụ phải ủng hộ người đó. Các quan chức khác vẫn có thể được đề cử trong cuộc bầu cử chủ tịch ở Hạ viện. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào sau cuộc bỏ phiếu kín. Đảng Dân Chủ tại Hạ viện phần lớn được cho là sẽ đứng ngoài tiến trình này. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết hôm Chủ nhật, ông sẽ không tham gia vào cuộc nội chiến của Đảng Cộng Hòa. Nhiệm vụ của tôi lúc này không phải là cân nhắc đến tình hình chính trị đang diễn ra tại Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện, ngoài việc nói rõ rằng đã đến lúc Đảng Cộng Hòa cần chấm dứt cuộc nội chiến để chúng ta có thể cùng nhau hợp tác theo cách thức sáng suốt và lưỡng đảng để hoàn thành công việc cho những người Mỹ hàng ngày, Jeffries cho biết hôm Chủ nhật trên chương trình State of the Union của CNN. Một thông tin đáng chú ý nữa về ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ là chưa một tuần sau khi bị bãi nhiệm, cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm qua bất ngờ đảo ngược tuyên bố sẽ không tái tranh cử trước đây của mình. Ông McCarthy cho biết ông sẵn sàng trở lại nắm giữ chức vụ này nếu có đủ sự ủng hộ từ các thành viên Đảng Cộng Hòa. Thật không may, Hạ viện không thể làm gì khi không có chủ tịch. Tôi có thể khó chịu với 8 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và mọi nghị sĩ Đảng Dân Chủ. Họ đã đưa ra một quyết định giống nhau một quyết định chính trị thay vì đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Quyết định bầu chủ tịch là của hội nghị. Tôi sẽ đồng ý với quyết định mà hội nghị đưa ra, dù tôi có phải là chủ tịch hay không, tôi vẫn là thành viên của cơ quan này, ông McCarthy nói. Trước buổi thảo luận kín, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Lawler, một người ủng hộ ông McCarthy cho biết, ông McCarthy có thể có được sự ủng hộ để một lần nữa trở thành chủ tịch Hạ viện. Lawler nói trong một bài đăng trên X, việc loại bỏ McCarthy khỏi chức vụ giữa nhiệm kỳ là một điều ngu ngốc. Làm như vậy khi Israel đang phải đối mặt với một cuộc tấn công tổng lực là rất nguy hiểm. Sự bất ổn và hỗn loạn ở Mỹ gây ra tình trạng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Hạ viện nên ngay lập tức phục hồi chức vụ cho McCarthy và ngừng làm việc lung tung. Nhưng tính cấp bách của cuộc xung đột không đảm bảo sẽ thúc đẩy các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa nhanh chóng ủng hộ một nhà lãnh đạo mới. Chủ tịch tạm thời, nghị sĩ Patrick McHenry đang giữ vai trò quyền chủ tịch hạn chế và do tính chất lịch sử của tình hình, không rõ liệu McHenry có thể đưa ra bất kỳ luật nào lên sàn Hạ viện hay không. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, mỗi chủ tịch Hạ viện đã lập một danh sách dự phòng những người kế nhiệm tạm thời, nhằm đảm bảo quyền chủ tịch Hạ viện không bao giờ bị bỏ trống trong trường hợp xảy ra một sự kiện thảm khốc. Danh sách này chưa bao giờ được sử dụng cho đến tuần trước khi McCarthy bị lật đổ. Xem xét bản chất của danh sách dự phòng, McCarthy cho rằng McHenry có một số quyền lực nào đó để lãnh đạo Hạ viện và hành động giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông. Tôi biết đây là lãnh thổ mới, nó được tạo ra sau ngày 11 tháng 9. Tôi không hiểu tại sao Chủ tịch, tạm thời,
lại không thể dẫn dắt được tốt. McCarthy nói, chúng ta nên có một nghị quyết lên án những gì đã xảy ra, để phần còn lại của thế giới hiểu chúng ta nên cung cấp và đảm bảo rằng không có nghi ngờ gì và chắc chắn rằng Israel sẽ không bao giờ bị lo lắng khi nói đến đạn dược. Hai ứng cử viên cho vị trí chủ tịch, lãnh đạo đa số Steve Scurllie và chủ tịch tư pháp Jim Jordan đã chạy đua khắp khuôn viên điện Capitol để gặp gỡ nhiều phe phái khác nhau trước khi đưa ra lời tuyên bố cuối cùng cho các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của họ trong một cuộc họp kín và trả lời những câu hỏi vạch trần sự chia rẽ vẫn tiếp tục gây khó khăn cho hội nghị. Một số đảng viên Cộng hòa cực hữu và ôn hòa đã rời khỏi diễn đàn ứng cử viên kéo dài 2 giờ đồng hồ và nói rằng họ vẫn không cam kết về một trong hai ứng cử viên, một dấu hiệu rõ ràng rằng quá trình đoàn kết xung quanh một nhà lãnh đạo có thể kéo dài và căng thẳng. Mặc dù Scurllie và Jordan đều cam kết hỗ trợ bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu nội bộ trước khi lên Hạ viện, một số nhà lập pháp cho biết họ không thể hứa điều tương tự. Tôi không thể nói rằng tôi sẽ tự động tham gia với bất kỳ ai thu hút được nhiều phiếu bầu nhất trong số họ trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, nhưng tôi có thể, nghị sĩ Jan Bishop, một trong 8 đảng viên đảng Cộng hòa, loại bỏ ông Kevin McCarthy vào tuần trước cho hay. Cả Jordan và Scurllie đều cam kết thống nhất hội nghị một mục tiêu đầy tham vọng khi họ nỗ lực thu hút sự ủng hộ của 217 đảng viên đảng Cộng hòa, nhiều người trong số họ vẫn đang tức giận vì việc McCarthy bị lật đổ. Một số nhà lập pháp vẫn ở trong phe McCarthy mãi mãi, một số đồng minh của McCarthy cho biết họ cảm nhận được rằng một số thành viên đảng Cộng hòa, những người vẫn tức giận với nhóm đã bỏ phiếu chống lại McCarthy, đang bắt đầu dịu lại trong việc theo đuổi việc trả thù cựu chủ tịch. Hạ nghị sĩ Maurizio Molinaro đã từ chối ủng hộ một ứng cử viên vào thứ ba và sẽ không loại trừ việc ủng hộ McCarthy một lần nữa. Khi được hỏi liệu anh ấy có tham gia cùng những người khác để ngăn bất kỳ ứng cử viên nào khác đạt được 217 phiếu hay không, Molinaro nói, tôi vẫn đang xem xét các lựa chọn của mình. Molinaro là một trong 4 đảng viên đảng Cộng hòa ở New York, bao gồm các dân biểu Anthony Desposito, Andrew R. Gabarino và Nick LaLotta, những người vẫn chưa cho biết họ sẽ bỏ phiếu như thế nào, đề xuất hôm thứ Ba rằng họ muốn một chủ tịch sẽ lắng nghe mối quan tâm của họ, với tư cách là những người Cộng hòa ôn hòa. Những người chỉ muốn ủng hộ McCarthy đã lên kế hoạch gặp nhau tuần này để thảo luận về cách tiến hành trước cuộc bỏ phiếu của hội nghị vào thứ Tư. Mọi người đang tức giận, một đảng viên đảng Cộng hòa quen thuộc với những nỗ lực này cho biết, với điều kiện giấu tên để nói chuyện thẳng thắn, chắc chắn có những người vẫn sẽ chỉ bầu cho Kevin. Nhiều đảng viên Cộng hòa lo lắng rằng, mặc dù Scurllie hoặc Jordan có thể giành được đa số, sự đồng thuận của đảng viên Cộng hòa sau cánh cửa đóng kín, nhưng họ có thể không nhận được sự ủng hộ của 217 nhà lập pháp cần thiết tại Hạ viện để chính thức được bổ nhiệm làm chủ tịch. Dân biểu Kat Kamek cho biết, không ai vào thời điểm này thậm chí có thể gần đạt được đa số. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không ở đây thêm vài ngày nữa. Tiền của tôi tính là hàng tuần. Để tránh khỏi sự xấu hổ của công chúng, khi không bầu được chủ tịch trong nhiều vòng, một số đảng viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ việc thay đổi các quy tắc của hội nghị GOP. Hiện tại, các quy tắc quy định rằng, bất kỳ ai đạt được 50% cộng với một phiếu bầu hiện là 113, bao gồm cả đại biểu từ các lãnh thổ Hoa Kỳ trong một cuộc bỏ phiếu kín, sẽ giành được sự ủng hộ của đảng đối với vai trò chủ tịch. Việc thay đổi quy tắc sẽ nâng ngưỡng đó lên 217 để các thành viên có thể đàm phán kín nếu không có ai đắc cử trong vài vòng bỏ phiếu đầu tiên. Một nhóm đảng viên đảng Cộng hòa, bao gồm Molinaro và dân biểu Chip Roy, đã đưa ra một sửa đổi đối với các quy tắc nội bộ của đảng Cộng hòa liên quan đến phiếu bầu của người phát ngôn. Dự thảo mà The Washington Post có được quy định rằng một khi một ứng cử viên nhận được đa số ủng hộ, đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu kín trong hai vòng, nhằm nỗ lực đạt được 217 phiếu bầu. Vòng thứ ba sẽ là cuộc điểm danh mở, có nghĩa là các nhà lập pháp sẽ công khai bày tỏ sự ủng hộ của họ với nhóm và các ứng cử viên, sẽ có cơ hội nhắm mục tiêu vào các nhà lập pháp cụ thể. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được 217 phiếu bầu sau 5 vòng, ứng cử viên mới có thể tham gia cuộc đua và quá trình bắt đầu lại. Các đồng minh của Scurllie phản đối đề xuất này vì họ tin rằng ông có thể giành được đa số phiếu sau cánh cửa đóng kín và mong đợi Jordan và những người ủng hộ ông sẽ xếp hàng trên sàn. Một số đảng viên đảng Cộng hòa rời cuộc họp hôm thứ Ba nói rằng những thay đổi về quy tắc không được thảo luận. Và một số người cho biết họ nghĩ rằng tốt nhất là Scurllie và Jordan tranh cử như một tấm vé đoàn kết, ai thua sẽ trở thành lãnh đạo đa số, người đứng thứ hai trong hàng lãnh đạo.
Tôi chỉ tin rằng họ sẽ tạo nên một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời. Hiện tại tôi đang ủng hộ Jim Jordan làm diễn giả, nghị sĩ Jan Merzer cho biết, nhưng tôi muốn Steve Scurlie làm lãnh đạo đa số. Nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng khác, theo quan điểm của tôi, chỉ là quan điểm của tôi thôi, điều đó cũng ổn thôi. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang háo hức bầu chọn một chủ tịch vì chủ tịch tạm thời Patrick T. McHenry bị hạn chế về những gì ông ấy có thể làm. Một số thành viên Đảng Cộng Hòa lo ngại, cuộc bầu cử diễn ra có thể kéo dài cho rằng việc cho phép McHenry mở rộng vai trò của mình là điều đáng làm. Molinaro nói, tôi tin rằng Patrick McHenry là người tốt nhất để thiết lập những tiền lệ đó một cách cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy không bị giới hạn và mất năng lực. Toàn bộ khái niệm ở đây là thông qua những quyết định cẩn thận, anh ta sẽ thiết lập những gì là tiền lệ mới và không phải là tiền lệ mới. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa đang hy vọng tránh điều đó, hết sức hy vọng các đồng nghiệp của họ có thể đoàn kết ngay lập tức đằng sau bất kỳ ai giành chiến thắng vào thứ tư, để họ có thể bắt đầu thông qua các dự luật chi tiêu dài hạn và khẩn cấp hơn là làm việc để hỗ trợ Israel sau các cuộc tấn công do Hamas hậu thuẫn khiến hàng trăm người thiệt mạng và thúc đẩy Israel phải tuyên chiến. Cả Scurlie và Jordan đều cho biết họ sẽ ngay lập tức đưa ra một nghị quyết lên án hành động của Hamas và bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel. Câu hỏi rộng hơn về viện trợ vẫn còn đang được tranh luận, mặc dù Jordan đã nói rằng bất kỳ viện trợ nào gửi tới Israel không nên gắn liền với viện trợ gửi đến Ukraine. Quá trình bầu chọn chủ tịch cũng đã khiến phòng này ngừng hoạt động nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa có thể xảy ra sau hơn một tháng nữa. Jordan và Scurlie đã phải trả lời các câu hỏi từ các thành viên của nhóm quản trị Đảng Cộng Hòa vào đầu ngày về khoản tài trợ ngắn hạn sẽ hết vào ngày 17 tháng 11, khiến Quốc hội có rất ít thời gian để thông qua 12 dự luật phân bổ cần thiết. Làm thế nào để tài trợ cho chính phủ là chủ đề thảo luận chính vào tối thứ Ba. Nhiều nhà lập pháp cho biết, Jordan đề xuất đưa ra dự luật chi tiêu tạm thời, được gọi là nghị quyết tiếp tục, nhằm cấp vốn cho chính phủ ở mức hiện tại trong 6 tháng. Nhưng nhiều thành viên cánh hữu kịch liệt phản đối. Bất kỳ dự luật ngắn hạn nào đó là lý do khiến McCarthy bị lật đổ, nhưng họ cũng ủng hộ một cơ chế sẽ được kích hoạt nếu chính phủ được tài trợ ở mức hiện tại cho đến đầu năm. CR kéo dài 6 tháng sẽ kích hoạt việc cắt giảm chi tiêu chính phủ tự động 1% vào tháng 4 nếu Quốc hội không thể thông qua các dự luật tài trợ. Chúng tôi đang bỏ phiếu cho hai việc cùng một lúc. Trước tiên, chúng tôi đang bỏ phiếu chọn chủ tịch và kế hoạch cho 75 ngày tới. Nghị sĩ Thomas Massey, người đề xuất kế hoạch cắt giảm 1%, cho biết. Những người tham dự cho biết, Scurlie sẽ không cam kết thực hiện dự luật tài trợ tạm thời để giữ cho chính phủ luôn hoạt động, thay vào đó đi theo con đường được nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa đề xuất, bao gồm cả những người tức giận vì vụ lật đổ McCarthy, để tiếp tục nỗ lực thông qua 8 dự luật chi tiêu cả năm còn lại của Hạ viện. Dân biểu Carlos Jimenez, người nói rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ McCarthy, lưu ý rằng kế hoạch của Scurlie và Jordan để đưa Hạ viện hoạt động trở lại gần giống với những gì McCarthy đã làm. Không có gì khác với những gì tôi đã nghe từ Kevin McCarthy, anh nói. Nếu mọi thứ đều giống nhau thì tại sao chúng ta lại thay đổi? Họ đang giữ McCarthy theo một tiêu chuẩn khác. Nhưng dân biểu John Bacon đã rời khỏi diễn đàn ứng cử viên và nói rằng Jordan thừa nhận rằng nếu làm diễn giả, ông sẽ phải đại diện cho tất cả các đảng viên Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả những người ôn hòa, đại diện cho các quận mà ông Biden giành được vào năm 2020, những người đóng vai trò quan trọng trong việc giữ đa số. Bacon cho biết, anh ấy không xuất hiện với tư cách là người của Freedom Caucus. Anh ấy tỏ ra rằng, tôi có thể đại diện cho tất cả mọi người và tôi có thể nói rằng, anh ấy đã có một kế hoạch đơn giản và hợp lý. Dân biểu Ken Buck, một thành viên của House Freedom Caucus, người đã bỏ phiếu lật đổ McCarthy, cho biết lòng trung thành cực hữu của Jordan có thể không đủ để anh ta ủng hộ người lãnh đạo nhóm của mình. Tôi không hào hứng với cả hai lựa chọn, anh nói. Tôi nghĩ sẽ có người khác tiến tới, và tôi không biết đó là ai. Tôi không ủng hộ ai cả, nhưng tôi không biết liệu có phải chỉ có hai người này hay không. Áp lực trong việc lựa chọn chủ tịch Hạ viện Mỹ đang gia tăng ở Đảng Cộng Hòa sau khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát. Dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ sớm gửi viện trợ cho đồng minh Israel, song lời cam kết này đang gặp trở ngại do Hạ viện chưa thể phê duyệt. Cùng với đó, việc Mỹ chậm trễ viện trợ cho Ukraine cũng khiến các nước đồng minh của Mỹ quan ngại hay những vấn đề nội bộ của nước Mỹ, từ vấn đề kinh tế cho đến cuộc khủng hoảng người nhập cư vào Mỹ, đang rất cần những quyết định từ Hạ viện. Theo kế hoạch, sau buổi thảo luận kín hôm nay của đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, ngày mai,
sẽ có một cuộc bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên chủ tịch Hạ viện trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, trước khi có thể đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến sớm nhất vào cuối tuần này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.